Cực kỳ ghét những thanh niên nhảy trên nóc con robot và trên nóc nhà vòm. Khi tôi đang di chuyển vào bo thì bị tụi nó chơi bẩn đứng trên cao rỉa máu liên tục và cái kết. Tôi điên lên, tôi quyết bắn chết mẹ tụi nó luôn. Clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của QuyềnDz. Thì clip ngày hôm nay là một trong những clip mà tôi rất là cay cú luôn. Khi anh em leo rắn, anh em có cay cú những cái thằng mà ở trên cao bằng lén không? Đặc biệt là ở hai vị trí này là nó chuyên ra là đứng ở trên đó luôn anh em. Đó là vị trí của nóc nhà vòm này và vị trí ở trên con robot này anh em này. Mẹ đang chạy bo mà nó đứng nó rỉa rỉa cực kỳ cay luôn anh em ơi. Thì từng này tôi quyết chơi khô máu với tụi nó luôn anh em ơi. Thì ok, trước khi vào clip thì tôi sẽ xeo nhanh một cái con ác cỏ sống nâng cấp cho anh em luôn anh em nha. Thì ngày hôm nay là cuối tuần rồi thì tôi sẽ vào shop của tôi và tôi sẽ chọn một cái con ác cỏ sống nâng cấp để xeo cho anh em luôn. Thì đấy, ở trên màn hình của chúng ta là một con ác còn gọi là siêu phẩm luôn anh em nha. Đấy, nó có khẩu M1014 huyệt hỏa luôn anh em này. Thì những anh em nào mà muốn sở hữu được cái con ác này thì cực kỳ là đơn giản luôn anh em ơi. Anh em chỉ cần nạp vào và sang xeo thôi anh em ơi. Đúng giờ là anh em sang xeo được. Rồi, còn bây giờ mình sẽ đăng ạc này ở trên shop của mình với giá 119 cho bạn nào nhanh tay sở hữu được anh em nha. Thì link shop mình để ở dưới phần comment và mô tả anh em nha. Rồi còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào clip luôn anh em ơi. Chiến đấu thật công chất. Đồ ăn hại. Cúc mẹ mày đi. Triple kill. Oh,
Trận 2, bị tụi trên nóc nhà vòm bắn lén và cái kết cực căng. Mission accepted.
live onward.